Ở nhà của bà hai á, bà hai tỏ thì bà cũng đã bệnh tật, bà bệnh nó lâu chưa? bà bệnh này hơn năm Bệnh hơn năm. Chân bà bị sao vậy? hoại tử hoại tử vết thương rồi, hoại tử vết thương là bệnh tiểu đường hay sao? À, bà có bị tiểu đường nữa, tiểu đường à. Đây chân bà thấy nhá. Bà bị lỡ lưng luôn rồi. Lỡ chân. Lỡ chân luôn. Vậy đó. Chân đầu lỡ chân. À, lỡ mình ở dưới khu luôn, luôn ở dưới lưng khu luôn. Nhưng bà còn biết gì không? Tôi không. Và bây giờ đó là mỗi ngày anh bơm sữa hay sao? Bơm sữa với nước sâm. Dạ. Sữa với sâm. Bây giờ chỉ bơm như thôi chứ bà đâu ăn uống gì nữa. Không, chỉ bơm. Bà bị lỡ miệng luôn. Bà hai nay bao nhiêu tuổi à? Bà hôm nay 80. Bà 80 tuổi rồi. Bà bệnh này 2 năm rồi. Bà bệnh này, bà nằm liệt đây là khoảng là 8 tháng nay. 8 tháng nay. Khi mà ông già mất là bà là nằm luôn, tới giờ là 8 tháng nay. Bà bệnh tới giờ. Nhưng bà bệnh á, nó bà bệnh là nay là mấy chục năm rồi. Mấy chục năm. Mấy chục năm. Bà bị khớp á. Dạ. Mấy chục năm. Bây giờ chỉ đút sữa với ấy cho bà. Nhưng mà nằm suốt vậy hả? Nằm suốt 8 tháng nay. Giấy chỉ mặt tả cho bà thôi. Mặt tả giấy thôi. 8 tháng. Là bà mấy người con anh là? Bà được 4 người con. Mình là Úc. Tôi là Úc. Giờ ở nhà chăm sóc bà. Thì em được chị hai á. Dẫn ở trong đây. Biết là bà cũng bệnh rồi, bà cũng khó khăn á. Vô thăm bà. Như mẹ mấy như khoảng một tháng nay mẹ bị yếu rồi á, thành ra cũng không có làm gì nhẹ nhà chăm bà luôn. Ở nhà chăm bà, sợ bà không biết bà mất giờ nào. 80 mấy tuổi? 80. 80. Bà trong ngày 140. 140. Ông mất cách đây bao lâu rồi? Ông mất 21, tay 21 mình đây là một tháng, thế là một năm, đúng một năm. Như còn mấy 13 ngày nữa là một năm. Hàng ngày thì anh nút và bơm sữa với sâm. Một ngày mình bơm mấy lần á? Cứ cách tiếng bơm lần, tiếng bơm lần. Tiếng bơm lần, lỡ hết trơn. Hả? Miệng rồi lỡ hết trơn. Miệng lỡ luôn. Bây giờ bà đó còn biết nữa không? Không, còn biết nữa. Coi như anh bơm vậy thì duy trì coi như là bà sống được ngày nào đúng thì rồi, ngày đó với gia đình mình thôi. Như trách nhiệm của người con thôi. Đúng rồi. Anh thấy trên giường nó đặt cái chuông, chắc giờ bà cũng không bấm chuông nổi. Không, lúc mà như kiểu bà mà mới nằm á thì nói mẹ ban đêm ban hôm mẹ cần cái gì thì mẹ bấm chuông người kêu con. Thì ban ngày thì mình thức thì mình không nói đi, còn ban đêm thì ví dụ bà kêu mà bà không kêu, nhưng mà mình kêu bấm cái chuông giùm để cho mình trong mình buồn mình nghe. Cái chuông thì đặt ngay trong giường tôi giường tôi nằm đây kế bên. Vậy đó, còn hôm nay thì phải nằm trật đây không, nằm cả tháng nay nằm đây không. Giờ bà bệnh nằm giờ mình anh Út đâu có đi đâu được. Không ở nhà canh cho bà suốt nghỉ này cả tháng này là đâu có đi làm đâu. Ở nhà lo cho bà, kể ví dụ giờ bà còn đi đâu mình tính tới đó, bây giờ mình bỏ sao được. Bây giờ mẹ mình đâu có bỏ được. Đúng rồi. Dù mình nghèo thì nghèo nhiều chứ. Mẹ mình sinh ra lớn lên thì bây giờ đó là anh cũng như chăm sóc lại mẹ mình thôi. Đúng rồi. Chứ giờ thì anh bỏ được. Mà chỉ có anh ở đây thôi chứ mấy người con kia thì ở xa. Không, mấy người con kia thì ở vòng vòng ở ngoài ấy này thôi chứ không có ở đây. Ngày nay có mấy cậu bên em của mẹ qua thăm mẹ ở ngoài. Anh được mấy người con không? Có được hai đứa, đứa lớn đó với đứa nhỏ trong bụng. Đứa lớn, nhỏ con gái á. Rồi công việc mình á, mình làm ngành gì á? Mình làm bên công ty ở trên Bến Tre, mà bên mình đi xay bột cho người ta. Như ngày nào mình làm thì ngày đó mình hưởng lương, còn ngày nào mình không có ấy thì mình không hưởng. Coi như mình có làm thì mình có lương thôi. Đúng rồi, có làm thì có lương, không làm thì không có lương. Mình làm cho tư nhân mà. Hôm nay cái tháng nay đâu có gì làm đâu được, thôi thì nhờ người này người kia người giúp một chút cho ra nhà lo cho bà vậy thôi. Gần cả tháng nay dịch bệnh nồng cũng đâu có ai đi làm đâu, ai cũng đều thất nghiệp, ai cũng nghỉ ai hết. Nhưng mà công ty tỉnh nào ngay hôm nay nó làm nay là
làm đây hơn 3 tuần rồi. Bởi hơn 3 tuần rồi, kêu mình làm mà mình ra không được, nó mẹ mà vậy thành ra không đi được. Rồi nó kêu tuần sau, mà nếu mà tuần sau nó không đi làm là cắt luôn. Tuần sau là anh có đi làm đây chưa? Không biết nữa, thì tính học mấy anh lại là kêu mấy anh vô trực giùm để mình đi làm tuần lễ. Rồi bắt đầu mình nghỉ tiếp. Rồi anh đi làm lại ai chăm bà? Mấy anh em họp lại. Mấy anh em họp lại kêu vô chùm. Tại vì mình làm con buổi ha. Con buổi chiều thôi, còn buổi sáng thì mình ở nhà mình chăm mẹ được. Còn buổi chiều thì mấy anh, các anh nào vô chăm bà giùm, đi làm một tuần lễ rồi bắt đầu mình xin nghỉ tiếp được nữa. Vậy đó. Thì em thấy tuy là bà bệnh mà nằm chỗ nhưng mà cũng vệ sinh rất là sạch sẽ. Đúng rồi. Tại em cũng đã đi nhiều hoàn cảnh á. Những người lớn tuổi như bệnh như thế này chăm sóc rất là cực. Đúng rồi. Cái người chăm như anh nó rất là quan trọng. Và cái điều quan trọng đó là giữ vệ sinh cho bà. Em không thấy không có con ruồi hay con gì đó nó đậu vào bà. Chị hội để qua thấy bà dày quạt này, quạt nước. Dạ. Thì mình coi chị quạt nước để cho bà như coi như giống thay máy lạnh vậy đó. Dạ. À, còn cái quạt kia thì quạt cho bà cho nó thoáng chứ không để. Tại vì đây thì thấy to này nó nóng. Nóng. Em đứng ở đây cảm nhận nó nóng. Đúng rồi không? Phía trên nó sát cái đầu mình nó là to nữa. Đúng rồi. Ở đây nhờ vết lá chứ chắc tôn nữa là như cái lò lửa luôn. Ở đó để bà nằm trước, sao thấy chịu nổi cái đường này sao. Mà phần sau là mình dễ bề chăm sóc cho bà. Dạ. Em thấy anh chăm sóc cho bà rất là vệ sinh sạch sẽ luôn. Được vậy là cũng mừng lắm anh. Tại vì giờ bà nằm bà không biết gì hết mà mình vệ sinh sao không có sạch sẽ nữa. Nó ảnh hưởng tới sức khỏe lắm. Đúng rồi, tại vì mình nghĩ tại giờ đó mẹ hồi mình bằng tình cảm vậy nè. Mẹ mình lo cho mình tới giờ này mà không lẽ mày dám nằm mình em dễ cho được anh không? Dạ đúng rồi. Lo cho mình hồi còn cắn mà mẹ em còn lo mình được mà. Dạ. Mà mẹ mình còn trong tuổi già vậy thì trong tuổi già lúc này thì nhờ con cái thôi. Mà bây giờ mình làm người sao mình bỏ được? Dạ đúng. Nào bỏ được? Cái đó là cái chữ hiếu, cái đạo hiếu. Cái chữ hiếu. Dạ. Dạ. Bà bậm mẹ, bà không mở ra bà bậm biết nó lỡ nó chảy máu. Bà bây giờ vậy bà giờ có uống thuốc gì được không? Không uống thuốc được. Bây giờ đòi bơm rồi. Là bà bơm cho. Bà giờ cũng còn cảm nhận nuốt được ha? Được cảm nhận nuốt được nhưng mà không bà không còn biết gì nữa. Không còn biết gì hết. Ừ. Cứ cách một tiếng là anh bơm lần. Kể cách một tiếng bơm, thí dụ như bà mà bà bơm mình bơm cho bà cảm thấy bà uống được, mình bơm tiếp. Bơm nhiều còn không uống được thì mình cũng ngưng. Yeah. Khi bà không uống là dễ biết bà bậm với mô cứng nhắc. Yeah. Bà nhăn mặt là bà hết muốn uống rồi. Yeah. Làm như bà đau cái gì vậy? Nuốt bà nhăn mặt. Cứ cách một tiếng vậy. À một tiếng. À, vậy đó. Hồi sữa luôn. Anh chăm sóc được về bà là tốt quá rồi. Nhiều người chăm sóc người già khó lắm, không có được vệ sinh như thế này thôi. Mình cũng cố gắng chứ. Tại mình là còn ở sạch được, còn bà không lẽ mình để bà ở dơ. Cách nào tại cũng... cái người già, cái bao tử người ta yếu á. Ví dụ mình anh bơm như thế này á, nhiều khi người ta tiêu tiểu người ta không có nhận thức được. Đúng rồi. Mà của người già ra thì rất là hôi. Đúng rồi. Dạ. Em cảm nhận được anh đó là vệ sinh cho bà rất là sạch sẽ. Nó không có cái mùi, rất là sạch sẽ. Anh chăm sóc được cho bà như vậy là quý quá rồi anh Út ơi. Thì giá nào cũng phải chăm cho bà hết chứ đâu có bỏ. Tại vì anh nghĩ tới ngày xưa là lo lắng cho mình tới ngày hôm nay. Đúng rồi. Bây giờ cái này thì mình trả lại cái chữ hiếu thôi. Chữ hiếu cho bà. Mình đâu bây giờ mình chữ hiếu thì mình chưa dám nói về bổn phận của mình đi. Bổn phận đi. Chứ chữ hiếu thì không dám nói. Sau này người con của anh thì cứ lo lại thôi. Này nè, con học lớp mấy rồi? Dạ, em đi làm. Em đi làm hả? Dạ. Dạ em làm bánh gì? Dạ em làm công ty gấu bông. Công ty gấu bông ở trên Bến Tre hả? Dạ. À, ở Mỹ Lòng mình. Đây là con của anh, con gái thứ hai. Dạ. Rồi anh đi ở nhà thì ai chăm? Thì lúc mà bà mẹ còn khỏe, lúc mà như mẹ còn ăn uống được á, thì có đứa cháu nó chạy vô đây. Tại vì bà 10 giờ mới đi làm, 10, 11 giờ mới làm lắm. Khi mà cho ăn uống xong rổ đàng hoàng. Mình mới đi làm. Đi làm mà cháu nó vô nó chỉ lấy nước cho nội lúc đó nọ còn thấy được á thì bà vô bà ấy cho nó thôi. Bà nó lấy nước cho bà thôi. Còn ăn uống thì về mình lo chiều về trong tắm rửa vệ sinh cho bà cho ăn bà ăn sao. Chắc tắm rửa vệ sinh chứ mình anh làm được thôi chứ. Đúng. Tại mình quen rồi. Quen biết ý. À còn cái còn ví dụ mà người khác không biết được cái sẽ làm đau bà. Làm đau. Đau. Mình nhiều khi mà nó bầm tay bầm chân luôn á, bụng vô á.
chân cẳng bà hoài tử hết rồi. Hoài tử mấy cái món này hoài tử hết ra luôn. Dạ. Hoài tử nhưng mà bây giờ bà đâu có hút được đâu, hát đi chứ bơm vô cái gì mà yêu cầu lợn cần sữa, đôi khi mình nó hơi lợn cần chứ bơm vô là không phải cơ thể mình không có hấp thu được nữa. Đúng rồi, thành ra mình phải quậy quậy sữa thiệt là lỏng như nước vậy. Dạ. Dạ thì hôm nay em tới thăm hoàn cảnh của anh thì được biết đó là có bà cụ bệnh nằm một chỗ như thế này. Thì vừa qua thì em cũng có làm YouTube trong mấy tháng qua thì được mọi người ủng hộ và em kiếm được một chút đỉnh tiền. Thì hôm nay đó là em được lãnh tiền đầu tiên của YouTube, tuy là không có được nhiều nhưng được chút đỉnh thôi. Thì em muốn đến và chia sẻ với anh để giúp anh là lo cho bà cụ. Dạ. À, anh cũng cảm ơn em. Dạ. Cũng như là tấm lòng nhỏ của em thôi. Dạ. Thì cũng được nhờ mọi người á xem và ủng hộ cho nên là em tới đây em muốn gửi đến chút đỉnh, gọi là chút đỉnh để cùng anh phụ cho bà. Dạ. Cho em gửi. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Gọi là chia sẻ khó khăn trong cái đại dịch như thế này. Dạ, dạ. Cảm ơn em. Dạ. Thì ai cũng khó khăn mà nhìn hoàn cảnh bà mà anh chăm sóc được bà như thế này á là cũng quý lắm rồi anh Út. Dạ. Rồi em xin cảm ơn anh nha. Rồi, dạ, chúc anh sức khỏe để lo cho bà. Dạ, cảm ơn, chúc em sức khỏe, nhiều sức khỏe ha. Dạ, em cảm ơn anh Út. Vâng, video của Hữu Thiện đến đây xin tạm dừng. Nếu như cả nhà xem qua thích video này và đồng cảm với hoàn cảnh của anh Út chăm sóc bà cụ thì cả nhà nhớ bấm đăng ký kênh Hữu Thiện Vlog, bấm like và chia sẻ để làm động lực cho Hữu Thiện làm được video sao hay hơn và ý nghĩa hơn, và Hữu Thiện có thể đến chia sẻ những hoàn cảnh như thế này đến cho cả nhà mình xem. Và một lần nữa Hữu Thiện cũng xin tri ân và cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành và ủng hộ Hữu Thiện để Hữu Thiện có ngày hôm nay đến đây và cũng chia sẻ gọi là chút đỉnh tấm lòng của Hữu Thiện đến hoàn cảnh của mọi người, coi như là được cái đồng lương đầu tiên và được cả nhà mình ủng hộ cho nên nó làm Hữu Thiện mới có được cái số tiền và ủng hộ và chia sẻ mọi người. Thì Hữu Thiện cũng không mong gì hơn, mong là cả nhà tiếp tục ủng hộ cho Hữu Thiện Vlog để phát triển hơn và cùng chia sẻ những hoàn cảnh như thế này. Vâng, xin cảm ơn và chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà. Hoàn cảnh xung quanh nhà của anh chị ha. Xung quanh này em. Dạ, dạ.